Chú ơi, cháu gửi chú tiền ạ. Mày ở lại đây ngoan nhá. Cảm ơn. Dạ vâng, không có gì ạ. Nhớ. Duyên đến đấy hả cháu? Cô, cháu đến lâu chưa? À, dạ cháu cũng mới tới. Này, khách quý của cô đấy nhá, làm cho cẩn thận. Xinh thế. Này, chịu khó qua cửa hàng làm thương hiệu cho cô nhá. Dạo này mẹ Xuân của con có hay qua đây không cô? Có, mẹ vẫn nhắc đến con luôn đấy. Thật hả cô? Rồi cái chuyện mà lần trước cô nói là cô giúp con á, cô có giúp được cho con không? Chuyện thằng Long chứ gì, vẫn còn yêu lắm đúng không? Thằng Long ấy, nó là đứa trọng nghĩa. Mà con bé kia thì đã có lần cứu cậu ta thoát chết, cho nên là nó khó mà bỏ qua được con ạ. Cô với cả cô Xuân ấy cũng chịu khó tác hợp cho con lắm. Thế nhưng mà cha mẹ thì có bao giờ thắng được con cái đâu. Chỉ tội cho cô Xuân, biết là mình bị gài bẫy, đưa vào chồng mà vẫn phải chấp nhận con ạ. Là sao hả cô? Cô Xuân nói với cô là có lần cháu với cả cô Xuân nhìn thấy con Nam đi với một người đàn ông trông bọng trợ lắm đúng không? Hình như là có. Đúng rồi, là có đó cô. Thế à? Trông người đàn ông đấy như thế nào? Kiểu giống như là rất là... Kiểu như là trông hung dữ mà côn đồ lắm đúng không? Đúng rồi. Này, ông ta không phải là người bình thường đâu. Có lần á, còn dám động tay động chân với cả cô Xuân đấy. Thật luôn hả cô? Ừ. Có bao giờ con nghĩ là cậu Long ấy là nạn nhân của hai người đấy không? Chú định bán cái ngôi nhà này thật à? Vâng. Cái nhà này có bán thì cũng chả được bao nhiêu tiền đâu. Giữ lại còn có chỗ mà hương khói cho cô ấy. Này, tôi có tiền đấy. Tiền tôi có tích được một ít để lo sau này ấy mà. Chú cần thì cứ tiêu trước đi. Còn cái ngôi nhà này chú không được bán, để con Nam nó còn có chỗ mà đi về chứ. Nghe tôi đi. Cháu mời cô uống nước ạ. Xuân đến đấy hả bạn? Ừ, tớ vừa đến. Uống nước đi. Ở nhà âm u quá, chỉ đến với bạn mới thấy vui thôi. Chứ còn gì nữa. Nếu căng thẳng quá thì cứ đến đây với mình nhá. Có muốn lên massage không? Ở trên có Kỳ Duyên đấy. À, mẹ. Kỳ Duyên. Mẹ. Dạo này mẹ khỏe không?
Nhìn trông mẹ xanh xao lắm đó. Cô xin lỗi con nhé. Thôi thì coi như hai đứa không có duyên vậy. Duyên hay không mà do mình mà mẹ. Con có nghe nói là chuyện của anh Long rất là phức tạp, nhưng mà con có thể giúp được cho mẹ mà mẹ. Đúng đấy, kỳ duyên nó mạnh mẽ lắm, biết đâu nó lại gỡ rối được cho bạn thì sao, đúng không cháu? Dạ đúng rồi đó mẹ, vì anh Long mà con có thể làm được tất cả mọi chuyện. Mẹ tin con đi. Bác Bích, cô gọi tôi đấy à? Dạ, cháu là Kỳ Duyên, mời bác ngồi. Em ơi, có chuyện gì cô nói luôn đi. Bác gọi cái gì uống đi. Bác cứ gọi đi. Này là cháu trả, không phải lo. Cháu cho cái gì cũng được, nhưng ngon ngon ấy. Dạ vâng. Cô và tôi có liên quan gì mà gặp gỡ thế này? Cháu và bác thì không có liên quan gì, nhưng mà con gái của bác thì có đó. Sao? Con gái của bác giật bồ của cháu. Hết rồi, tranh cướp gì nữa. Gì đây? Bác cứ cầm xem đã. Sao cô đưa tiền cho tôi? Số tiền này á đủ để cho bác lo liệu những cái chuyện rắc rối của bác đó, đỡ phải đi ngồi tù. Cô có ý đồ gì đúng không? Ở đời hình như là đâu có ai cho không cái gì, đúng không bác? Này, tiền thì tôi cũng thích thật đấy, nhưng dùng tiền để bảo tôi làm mấy cái việc thất đức ấy, tôi không làm đâu. Tùy bác. Nhưng mà chắc bác cũng biết con gái của bác với người Đam Anh Long có mối quan hệ với nhau đúng không? Quan hệ? Quan hệ là quan hệ thế nào? Tức nghĩa là con gái của bác với người Đam Anh Long dựng nên một cái màn kịch này để lừa anh Long. Bác không biết hả? Nói linh tinh cái gì đấy hả? Tóm lại, con gái của bác là người đứng sau mọi chuyện. Đồ điên, đừng có mà ngậm máu phun người nhá. Thừa tiền nên rừng mỡ hả? Uống chút nước cho đỡ giận nè. Thái độ của bác á giống y như là có tật nên mới giật mình. Ôi, nhiều khi bác là người ủ mưu. Này, đồ dở hơi, thần kinh, chập mạch à. Cháu nói cho bác biết nha, sẽ không có cái chuyện mà con gái của bác với anh Long đâu. Nên đừng có mà mơ với tưởng. Liệu mà cầm tiền của cháu, lo lấy cái thân mình đi. Chỉ cần bác nói ra những gì bác biết, nói sự thật về con gái bác, vụ kia chính là do con gái bác chủ mưu.
bác sẽ có đủ tiền trả nợ, chuộc lại nhà, miễn truy cứu. Cháu hứa là cháu sẽ giúp bác. Tao nhổ vào, thật là không thể nào mà sống nổi, không thể nào mà tiêu hóa được cái lũ vô đạo đức nhà chúng mày. Trừ tất cả các khoản mà chị đã ứng ý, thì số tiền còn lại thực lĩnh là 15 triệu. Chị kiểm tra rồi ký vào đây ạ. Em gửi ạ. Chị cảm ơn. Em có thể lại đây làm việc. Nghỉ việc, em sẽ được lấy tiền ngay. Em đang cần tiền mà. Anh sẽ giúp được em. Em sẽ không đồng ý đâu. Anh biết tính em mà. Em không phải làm như vậy. Mình cố gắng được mà. Cô về đây rồi. Có chuyện gì nữa ạ? Tôi không ngờ cô lại xấu xa đến như vậy. Bác Xuân, mọi chuyện đã chấm hết rồi. Cháu không còn gì để nói với bác cả. Bác về đi. Cô bỏ ngay cái bộ mặt giả dối đi. Bác đừng xúc phạm cháu thêm nữa. Quá đủ rồi đấy. Mẹ, mẹ tới đây làm gì ạ? Sao? Lại có chuyện gì nữa đây? Chuyện con và Nam đã chấm dứt rồi. Mẹ đừng đến đây làm phiền người ta nữa. Chuyện chưa xong đâu. Mọi người cứ chờ đi. Chị Bích. Chị Bích đâu? Sao mẹ lại đến đây à? Thì chị ấy bảo tôi đến đấy. Nào, có chuyện gì thì nói ra đi, để giải quyết cho nó xong. Mẹ ngồi đi ạ. Hôm nay cái Kỳ Duyên nó gửi cho con clip này. Con muốn cả nhà mình nhìn rõ bộ mặt thật của con Nam. Em muốn con trai anh ý từ nay đừng có tơ tưởng đến nó nữa. Đây, mọi người xem đi. Tôi bận cùng mới phải làm cái việc này. Tất cả đều do cô ta sắp đặt. Tôi làm chỉ vì tiền, chứ không có mục đích gì khác. Chị đi đâu? Chị ngồi xuống. Chưa xong đâu. Đây, có phải là chị không? Đúng đây. Con Nam nó quen với cái thằng ăn vạ ấy đấy. Ừ, có lần tôi còn thấy thằng ăn vạ ấy đến tận cổng nhà tôi. Con Nam nó định giấu, nhưng mà làm sao giấu được tôi.
mọi người đã nhìn rõ rồi chứ? Tất cả chỉ là một màn kịch do nó tạo dựng ra. Bây giờ cô còn chối cãi được nữa hay không? Mẹ, người ta trả cho mẹ bao nhiêu tiền? Bác trả cho mẹ cháu bao nhiêu tiền? Cô nói vớ vẩn cái gì thế? Đúng là mẹ nhận tiền của người ta. Mẹ xin lỗi, nhưng mà con đừng cố đấm ăn xôi nữa, không giải quyết được vấn đề gì đâu. Con có thể làm tất cả cho mẹ, còn mẹ lại sẵn sàng bán con. Con Diệp thì như thế, nhà người ta sẵn sàng tịch thu bất cứ lúc nào. Bên kia họ cũng, mẹ không có tiền là họ ép mẹ vào tù đấy. Thôi, mẹ cũng nghĩ là con và Long cũng không đến được với nhau đâu. Thế nên Con đừng chối nữa. Việc làm con cứ nhận đi. Cứu mẹ, con cứu mẹ. Chuyện chưa xong, cô định đi đâu? Bác còn muốn gì nữa? Cô đừng tỏ ra là nạn nhân nữa. Vậy cháu phải diễn vai thủ phạm, bác mới vừa lòng đúng không? Đúng, là cháu làm. Mọi người hài lòng chưa? Con bồ của mày mà tao phải đi tù trong mũi nó sơi mấy tháng rồi. Có muốn đi tiếp không? Cho đi dài luôn. Hôm nay tao phải tính bớt nợ với mày. Thằng chó! Nam không sao đâu. Mẹ cứ thắc mắc, cái chuyện mà cái ông ăn vạ trả thù này bắt nguồn từ cái Nam đúng không? Bởi vì rõ ràng nó là người đuổi bắt ông ta. Tại sao ông ta không trả thù nó mà đi trả thù con? Bố, ngồi đi. Con gọi điện cho cái Nam xem nó đang ở đâu. Có chuyện gì theo bố? Bên công an vừa thông báo đã bắt được hung thủ đâm cái Nam rồi. Bố muốn mọi chuyện phải rõ ràng. Nếu như cái Nam cấu kết với tên kia thì mình cũng biết được một con người. Còn nếu như nó bị oan thì gia đình mình phải có trách nhiệm minh oan cho nó. Không thể để những cái chuyện như mẹ con đã làm sáng nay được. Tôi làm gì? Tôi làm gì sai hả? Tôi đổ oan cho ai? Tôi chỉ muốn cho mọi người nhìn thấy bộ mặt thật của nó cũng là sai hả? Em thôi đi. Vì con trai tôi muốn cho nó nhìn rõ con người thật mà nó muốn gắn bó cũng là sai hả? Mẹ, con không đồng ý với những việc mẹ đã làm đó. Con gọi điện cho cái Nam đi, bố thay đồ rồi bố con mình đi. Vâng. Tôi sẽ đi cùng bố con anh lên công an. Điều em làm tốt nhất lúc này ấy, là đừng làm gì cả, ngồi im một chỗ đi. Em gây họa như thế chưa đủ hay sao? Tôi làm gì mà gây họa hả? Rõ ràng tất cả mọi người nhìn thấy đều có vấn đề, riêng em thì lại tin. Anh không hiểu là em ngây thơ hay là quá ngu ngốc để mà hành động như vậy. Anh chị ơi! Sao? Có chuyện gì?
Có chuyện. Chuyện gì? Bà là mẹ, sao? Mẹ ơi. Ôi kìa. Có chuyện gì? Mẹ ơi. Bà đâu? Anh chị ơi. Hả? Em vô can, em vô can. Em chưa động chạm gì đến hiện trường đâu nhá. Hình như đêm qua bà lại phát bệnh hay sao ấy. Sao? Sao bà lại để vàng trong tủ lạnh thế này? Đâu? Ôi, vàng của tôi đây rồi. Bà. Ôi, sao bà lại nhét vàng vào tủ lạnh? Chết rồi. Có lẽ mẹ tưởng đây là tủ quần áo nên mới cất vào. Thế này thì có khi mẹ cất vào túi cô Bích nữa cũng nên. Chắc gì ạ? À? Mình nghĩ oan cho mẹ con nhà nó rồi. Chị Xuân, chị gọi điện cho cô Bích ngay, nói là mẹ bị lẫn. Mẹ đã biết chuyện thực hư thế nào đâu mà mẹ cứ vơ hết tội về mình thế. Long, cháu gọi điện cho cái Nam, kể cho nó nghe mọi sự tình, nói với nó là đừng buồn, đừng tủi thân. Nhà này không ai nghĩ sai về nó đâu. Khang ơi, con Nam nó cứu mẹ, cứu thằng Long là đúng đấy, là thật đấy. Nó là người tốt, đừng nghĩ oan về nó, tội nghiệp. Vâng. Mẹ diễn phô thật đấy. Ai cũng nhìn thấy mẹ cố tình giải vàng khắp nhà để cốt minh oan cho mẹ con nhà nó đúng không? Cúi đi! Tại sao cũng có thể nghĩ về mẹ tôi minh oan như thế à? Anh là ai? Mẹ. Các người là ai? Con hồ ly tinh. Con hồ ly tinh. Mẹ ơi! Bỏ tôi ra. Đồ phản bội. Quyên ơi, Quyên ơi, mẹ đi. Mẹ ơi. Quyên. Mẹ ơi. Mà anh có nhớ lần trước bà bỏ quên cái kiềng ở trong tủ lạnh, chính cô là người phát hiện ra rồi giả lại, hay là lần này bà lại để quên trong túi cô ấy nhỉ? Mẹ đâu? Gọi mẹ ra đây cho chị. Mẹ ngồi đi. Công an họ bắt được tên kia rồi. Con đã làm việc với công an chưa? Chả để làm gì cả. Mẹ ngồi đi. Công an họ bắt được tên ấy rồi thì mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi. Sống với mẹ, con đã tưởng mẹ sẽ dành cho con một chút tình cảm, nhưng đến ngày hôm nay con mới chắc chắn một điều là mẹ không dành cho con một chút nào cả.
dù chỉ là sự thương hại. Mẹ luôn coi con là đứa trẻ mồ côi, sống nhờ đậu trong cái gia đình này thôi. Con ơi, mẹ cùng đường, con hiểu cho mẹ. Nam ơi, con đừng đi mà. Con đã hứa với bố là con chăm sóc mẹ với em Diệp mà. Con ở lại được không con? Mẹ yên tâm, con sẽ có trách nhiệm với gia đình này. Con sẽ nhớ ơn mẹ nuôi con, cũng sẽ nhớ con không phải là con mẹ. Con sẽ có trách nhiệm với mẹ, nhưng con sẽ không yêu mẹ nữa. Chị ơi, chị đừng đi. Tại sao em lại lôi mẹ vào việc này? Để làm gì? Để làm gì hả? Còn nữa, em lôi cả cái Kỳ Duyên vào. Em biết thừa là thằng Long nó không có tình cảm, thế mà em vẫn lợi dụng tình cảm mù quáng của cái Duyên để gắn ghép hai đứa. Em làm tất cả những việc này chỉ nhằm cấm cản cái Nam không đến được với thằng Long đúng không? Tại sao em có thể làm một việc xấu xa hèn hạ như thế hả? Tôi hèn hạ đấy, tôi xấu xa đấy, thì đã làm sao nào? Anh chỉ biết nương theo bóng của mẹ thôi. Đã bao giờ anh dám thể hiện tình cảm của mình với tôi trước mặt mẹ chưa? Đã bao giờ khi mẹ mắng chửi tôi, anh dám đứng ra để bảo vệ tôi trước mặt mẹ không? Anh mới là thằng hèn, anh mới là thằng hèn, anh có hiểu không? Mình chia tay nhá. Thật sự bây giờ em đang rất xấu hổ. Em không dám đối diện với anh đâu. Thật đấy. Bà có thích không ạ? Ừ, đẹp lắm. Bà mặc màu này có vẻ trẻ hẳn ra đấy nhờ.
Nhưng mà hơi rộng, để con mang về nhà sửa lại cho bà nhé. Thôi không cần đâu, bà mặc thế này cho nó thoải mái. Cháu khéo chọn thế. Đây là một trong dự án trọng điểm của bên anh ấy. Dạ. Nó không chỉ là một đoạn, không chỉ là một quãng, mà nó là chiều dài cả một con sông bắt ngang qua thành phố. Nhưng chỉ phụ thuộc vào em thôi. Anh ơi, đây là anh Hiệp bên Ánh Sáng Xanh. Bên anh ấy đang có dự án chiếu sáng bờ sông Nhạch. Em gọi anh về để mình cùng bàn bạc. Giới thiệu với anh, đây là anh Phi, sếp của em, cũng là bạn trai của em ạ. Rất hân hạnh được gặp anh. Tôi đã nghe Nam nói rất nhiều về anh. Mình bàn bạc tiếp anh nhé. Thôi, không cần bàn bạc gì nữa đâu. Em cứ ok là chút nhé.